Răng sữa chính là những chiếc răng đầu tiên của bé và chúng sẽ được thay thế bằng những cái răng vĩnh viễn. Cũng chính vì lý do này mà nhiều bậc cha mẹ không có nhiều cái nhìn đúng về bộ răng sữa, không có coi trọng cái răng sữa và cũng không quan tâm lắm đến việc đổ răng sữa. Thực ra thì những cái răng sữa rất là quan trọng. Nó không những có những cái vai trò trong sức khỏe răng miệng mà còn cả về toàn thân và giúp cho bé có một hàm răng và một nụ cười đẹp. Vậy việc đổ răng sữa như thế nào cho đúng, thời điểm nào thì mình nên đổ răng sữa và đổ răng sữa có đau không, thì mình sẽ giải đáp về những vấn đề đổ răng sữa trong hai cái video về cái đổ răng sữa. Các bạn cùng theo dõi nhé. Trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ về những cái thời điểm thay răng sữa, bao giờ thì mình nên nhổ răng sữa và có những trường hợp nào thì mình không nên nhổ răng sữa, nên trì hoãn việc nhổ răng sữa lại. Răng sữa chính là những chiếc răng đầu tiên trong miệng của bé và sẽ bắt đầu mọc thường vào khoảng 6 tháng. Và đến thời điểm đến tuổi thay răng thì nó sẽ được rụng đi và thay thế bằng những chiếc răng vĩnh viễn. Dưới chân răng sữa là những cái mầm răng vĩnh viễn sẽ mọc lên, và khi cái mầm răng vĩnh viễn mọc lên sẽ làm tiêu cái chân răng sữa phía trên. Chính vì thế mà các răng sữa, cái răng sữa nó sẽ dần dần sẽ lung lay và rụng đi, thay thế nó bằng những là những chiếc răng vĩnh viễn. Vậy các thời điểm thay răng sữa thông thường là thế nào? Tuy nhiên cũng có một số bé có thể thay răng sớm hơn hoặc trễ hơn những thời điểm thông thường này. Nếu mà nó nằm trong khoảng tầm từ 6 tháng tới 1 năm thì mình sẽ tiếp tục là sẽ theo dõi. Đối với răng cửa giữa là sẽ thay từ 5 tới 7 tuổi. Răng cửa bên là sẽ thay từ 7 tới 8 tuổi. Răng cố sữa thứ nhất là sẽ thay trong khoảng từ 9 tới 10 tuổi. Răng nanh sữa là thay từ 10 tới 11 tuổi. Và răng cố sữa thứ hai là sẽ thay trong khoảng từ 11 tới 12 tuổi. Thông thường thì những cái răng sữa này có thể sẽ tự rụng đi và thay thế nó là những răng vĩnh viễn. Nhưng có một số trường hợp thì khi những răng vĩnh viễn đã xuất hiện và những cái răng sữa này vẫn không có dấu hiệu rung lay và rụng đi thì chúng ta cần phải can thiệp. Vì nếu chúng ta không can thiệp thì những chiếc răng vĩnh viễn sẽ bị mọc lệch lạc và hàm răng của bé sẽ không còn đẹp nữa. Vậy những cái chỉ định nhổ răng sữa là thế nào? Thứ nhất là khi những cái răng sữa này đến tuổi thay. Thứ hai là khi những cái răng sữa này nó bị sâu nặng, nó bị mẻ vỡ lớn, nó được tiến hành điều trị nhiều lần và không cải thiện. Rồi trường hợp thứ ba là những chiếc răng sữa này bị viêm, bị nhiễm trùng, bị hoại tử tủy và cần phải nhổ, nếu không nó sẽ ảnh hưởng tới mầm răng vĩnh viễn ở dưới. Cuối cùng là khi mà những chiếc răng sữa có những cái viêm nhiễm trùng quanh răng, ví dụ như là viêm quanh chóp, viêm nha chu, thì chúng ta cũng cần phải nhổ sớm, vì nếu không những cái nhiễm trùng này sẽ lan xuống ảnh hưởng đến mầm răng vĩnh viễn ở dưới. Vậy trường hợp nào thì chống chỉ định nhổ răng sữa? Đó là những đối với những đối tượng mà có cơ địa suy giảm miễn dịch, có bệnh tim bẩm sinh, bệnh đái tháo đường. Bởi vì những trẻ như vậy thì rất là dễ bị rơi vào nhiễm trùng, dẫn tới nhiễm trùng máu và nặng thì có thể dẫn tới sốc nhiễm trùng và sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khi các bậc ba mẹ có những đứa con mắc những cái bệnh ở trên thì chúng ta cần phải đến khám chuyên khoa trước, có thể đánh kháng sinh phòng ngừa trước khi thực hiện các can thiệp nhổ răng. Và cái quá trình nhổ răng sữa sẽ được tiến hành ở nha khoa như thế nào thì mình xin chia sẻ ở video tiếp theo nhé. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc gì, xin hãy inbox cho mình hoặc inbox cho nha khoa GTGT, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Mình là bác sĩ Lê Hương, hiện đang công tác tại nha khoa GTGT. Chúc các bạn luôn có một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc và thành công nhé.